Hai chào nha, bảo xin chào lượng, mình là Tàu Lũ S98. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay của server mới CV 112-113. Bằng một cách thần kỳ nào, các ông thần ý vẫn có thể lên được Battle Pass ở đến level 100 vào ngày cuối tháng các bạn ạ. Quả thật là kinh khủng khiếp. Tính ra là người ta chỉ cần tới khoảng hơn 3 tuần một xíu thôi là đã đủ level lên được 100, level 100 vào Battle Pass rồi, kinh khủng khiếp thật. Cái gói này nó rất là quan trọng vì phần thưởng của nó đem lại so với cái việc là các bạn nạp kim cương ấy, nó phải gấp đến cả 6-7 lần. Nếu như mà quy đổi ra thành kim cương có khi bằng nguyên liệu ấy, có khi cả chục lần. Còn riêng kim cương thôi không, nó phải gấp đến 4-5 lần rồi. Nên thành ra nó ngon hơn rất là nhiều so với việc các bạn nạp kim cương chay. Ví dụ như là 1350 kim cương chẳng hạn, không bao giờ bằng được. Đấy. Thì cụ thể các bạn đi vượt qua bằng cách nào thì chắc chắn là sẽ phải có mua điểm. Ở đây là bạn đã mua 18 lần trên 20 lần rồi, còn thêm 2 lần nữa. Kết hợp thêm đó là làm tối đa các sự kiện trong cái phần Special Task và Daily Quest. Đấy, nhất là Special Task, còn Daily Quest thì ai cũng làm dễ rồi. Đấy, ví dụ như là cho đồ ăn, tiêu vàng, tiêu kim cương đúng không? Nhiệm vụ chia sẻ bạn bè, phát lì xì, vân vân mây mây. Đấy, đầy đủ hết, và cả sự kiện nạp nữa các bạn ạ. Sự kiện nạp nó cho về cũng phải tầm, mình nghĩ là nó phải 3 đến 4 level đấy. Thì phải khả năng là sẽ đủ gần mốc cuối, hoặc là đủ luôn mốc cuối. Các bạn nào ở server mới mà thời điểm này cần nạp nhé, thì mình nghĩ rằng gói Battle Pass chỉ cần các bạn tầm level 94-95, kể tính cả mua điểm đấy, thì các bạn vẫn lãi hơn rất là nhiều so với kiểu nạp nó là nạp kim cương. Quả thật là server mới chơi bá đạo thật.